Apple iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, hai chiếc điện thoại được coi là gừng càng già càng cay. Vậy trong phân khúc giá khoảng 16 đến 17 triệu đồng, đâu sẽ là sản phẩm gaming smartphone tốt hơn? À không, điện thoại chơi game tốt hơn. Chúng ta sẽ làm rõ trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Realab. Đừng quên để lại cho bọn mình một subscribe. Chúng ta hãy bắt đầu 30 phút gaming ngay bây giờ. Ok, vấn đề của hai chiếc máy này là gì? iPhone 11 Pro Max đã ra mắt từ năm 2019, trong khi đó Note 20 Ultra, phiên bản Snapdragon 865 cộng mình đang cầm trên tay đã ra mắt uh, mới đây là khoảng năm 2020 mà thôi. Kèo Apple, kèo Samsung luôn luôn như vậy bởi vì đơn giản rằng uh, Chiếc điện thoại iPhone của chúng ta luôn luôn có mức giá giữ rất là tốt Còn trong khi đó Note 20 Ultra Cái chiếc máy chúng ta xách tay về từ Mỹ chạy Snapdragon Thì nó đã ra mắt cách đây uh, một năm Mà nó vẫn có mức giá so với cả chiếc iPhone ra mắt 2 năm rồi là tương đồng nhau Chúng ta có thể phàn nàn về thời gian ra mắt nhưng rõ ràng là hai chiếc máy này vẫn cùng những công nghệ chip với nhau, cùng tiến trình 7 nanomet giữa hai con chip là A13 Bionic và Snapdragon 865 cộng. Vậy thì ngày hôm nay sau một thời gian khá là dài khi mà chúng đã được hoàn toàn tối ưu rồi, chúng ta sẽ cùng xem rằng trong tầm giá này mua chiếc máy nào về chơi game sẽ là tốt hơn. Trước khi bắt đầu chơi game ấy thì mình cũng xin phép các bạn là hãy để cho mình có cái diện mạo như thế này vì các bạn biết rằng hiện tại dịch của chúng ta đang rất căng thẳng. Mình thì chưa có tút tát lại cái vẻ đẹp trai của mình. Mình vẫn phải đội mũ lên để cho nó đỡ bù xù cái đầu của mình. Các bạn hãy lưu ý rằng luôn luôn lắng nghe những thông điệp đến từ chính phủ, những chỉ thị mới nhất để chúng ta có thể quay trở lại cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt. Và như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu với hai tựa game Genshin Impact và PUBG Mobile. Với PUBG Mobile chúng ta sẽ cùng xem rằng cái khả năng chơi game lâu dài, cầm nắm cũng như là âm thanh và loa thế nào. Với những cái tựa game bắn súng rất nhanh tay, đó là về sức bền, có sức mạnh chúng ta sẽ cùng test với Genshin Impact để xem rằng chiếc máy nào đỉnh cao hơn và về lâu về dài nó đáp ứng được tốt hơn cho khả năng chơi game của các bạn. Mình đã để cả hai chiếc máy về những chế độ cấu hình tương đồng, kết nối chung đến một điểm wifi, tắt toàn bộ những kết nối linh tinh khác, để chung độ sáng, chung cái mức độ loa và cũng như là set chung một cái tần số quét màn hình. Để chúng ta có một bài đánh giá được sự là công bằng. I don't know. thì chúng ta sẽ đi vào từng tiêu chí một tiêu chí đầu tiên về thể hiện đồ họa thì mình sẽ bỏ qua hoàn toàn cái tựa game là PUBG UI luôn bởi vì đơn giản là tựa game này nó không thể làm khó được hai chiếc máy này A13 Bionic và Snapdragon 865 cộng vẫn là hai con chip đỉnh cao và phải test với Genshin Impact ở 60 FPS chế độ trung bình thì chúng ta mới hiểu được rằng đâu sẽ là tựa máy làm ổn hơn trong cái kèo đồ họa FPS và sau khoảng 20 phút mình chơi với tựa game Genshin Impact thì các bạn đều thấy rất rõ là iPhone 11 Pro Max làm rất là tốt cái biểu đồ FPS của nó gần như là không giật luôn và nó cán đích xuất sắc với 58,7 FPS trung bình. Trong khi đó Note hai Ultra chúng ta cán đích ở khoảng 49,3 FPS, có nghĩa là thấp hơn 10 FPS trung bình so với 11 Pro Max, một sự khác biệt đáng kể giữa hai con chip A13 Bionic và 865 Thế nên trong kèo này các bạn đều biết rồi, iPhone 11 Pro Max tối ưu quá là tốt. Kể cả là Genshin, PUBG hay là tất cả những tựa game khác thì mình vẫn luôn luôn thấy là nó có sự gì đó nhìn hơn so với con chip 865 ở tiêu chí thứ hai đó là cầm nắm và tương tác thì iPhone 11 Pro Max có cái khối lượng lên đến là 226 gram Trong khi đó thì Note 20 Ultra nó chỉ có khối lượng là 208 gram mà thôi Mình phải công nhận với các bạn rằng ấy hai chiếc máy này mỗi người một vẻ 10 phân thì vậy 10 Bởi vì sao? Nếu như các bạn cầm iPhone 11 Pro Max các bạn sẽ cảm thấy nó cực kỳ ôm tay Mọi thứ bo tròn và phần mặt lưng này là mặt lưng nhám nó hòa vào bàn tay của mình nên là khi mình chơi game thực sự không thấy đau tay và cấn tay một chút nào cả nhưng đổi lại thì nó sẽ hơi nặng hơn một chút còn so với nốt hai Ultra, mình phải nhắc với các bạn rằng các bạn sẽ phải thực sự lưu ý bởi vì bốn cái viền này cấn vào những cái bàn tay của mình khá là nhiều và khiến cho tay của mình hơi đau nhưng mình cần phải nhấn mạnh rằng trong toàn bộ quá trình mình chơi nó không làm mình cảm thấy khó chịu quá là nhiều cầm nắm trên tay vẫn rất tuyệt vời cả hai chiếc máy này bò tròn sướng lắm nữa các bạn ạ một chiếc thì nhẹ nhưng mà hơi cấn một chiếc thì nặng hơn một chút nhưng mà lại bo tròn thế nên là trong cái kèo này mình nghĩ rằng tùy vào tay của các bạn thôi có thể các bạn sẽ thuộc những cái trường phái khác nhau nhưng mình tin rằng hai cái cảm giác này là tuyệt vời và khi các bạn cầm máy trên tay thì các bạn vẫn sẽ cảm thấy rất thoải mái trong lòng bàn tay của mình và vì thế nên phần này mình sẽ chấm hoa tiêu chí thứ ba màn hình và loa iPhone 11 Pro Max uh, mình nghĩ rằng nó thua đứt đuôi so với cái chiếc Note 2 Ultra ở phần này. Lúc mình chơi xong 11 Pro Max mình chuyển qua Note 2 Ultra thì mình phải công nhận rằng 11 Pro Max không có tuổi khi mà so với màn hình của chiếc Note 20 Ultra. 6.5 inch so với 6.9 inch cầm lên tay phê lắm các bạn ơi. Và không chỉ vậy, chúng ta có tấm nền Dynamic AMOLED HDR10+, 496 PPI thay vì 458 PPI cái mật độ điểm ảnh ở trên iPhone 11 Pro Max. Và kèm theo là HDR10 cơ bản. Thật sự là cái màn hình này cũng đẹp, nhưng mà làm sao có thể so lại với cái màn hình này ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra toàn bộ quá trình gaming của mình từ pubg cho đến genshin mình cảm thấy rằng cái màu sắc cái chi tiết nó được thể hiện rực rỡ và sắc sảo vô cùng mỗi khi mà mình cần nhìn quân địch ở trong những cái vùng tối mỗi khi mà mình có combat ở trên genshin impact thì màu sắc và chi tiết trên đây nó làm cho mình cảm thấy sinh động và sướng mắt hơn rất là nhiều Đổi lại thì iPhone 11 Pro Max sẽ có một cái lợi thế một chút về loa Cái loa này thì cả cái giải bass và cả cái giải trap đều rất là ổn Nó hài hòa một cách vô cùng Nhưng âm lượng của nó không thể to được bằng chiếc Note 20 Ultra được Note 20 Ultra được cái là mồm thì to vô đối luôn Mình để uh, chơi game buổi trưa mà tất cả phòng không ai ngủ được Bởi vì âm thanh nó quá lớn Nhưng nó có một vấn đề đó là nó sẽ hơi chói tai một chút Và bởi vì cái giải trap của nó cao hơn Cái giải bass làm rất bình thường Và khiến cho các bạn chơi những tựa game bắn súng Loa nó thể hiện cái tiếng súng bắn ra cực kỳ khó chịu Thế nên rằng trong phần này một chiếc thiên về màn hình, một chiếc thiên về loa Tuy nhiên cái chiếc uh, thiên về loa đó là iPhone 11 Pro Max Thì mình thấy rằng nó chỉ có duy nhất điểm lợi thế là loa hay thôi Chứ còn trong khi các bạn chơi game thì mình nghĩ rằng các bạn vẫn sẽ lựa chọn những cái mẫu tai nghe dành cho mình Vậy nên một thứ chúng ta có thể khắc phục được Còn một thứ là màn hình chúng ta không thể khắc phục được Nên mình vẫn muốn chấm cái trải nghiệm này là hoàn toàn chiến thắng Xứng đáng dành cho chiếc Note hai Ultra Phần mềm thì uh, nếu các bạn nói rằng iOS sẽ tối ưu game tốt hơn hoặc như thế nào đấy thì mình công nhận. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Chúng ta vẫn có hiện tượng giảm sáng. Với PUBG Mobile thì cả hai chiếc máy khi mà set ở chế độ 60 FPS thì không bị giảm sáng nữa rồi. Nhưng mình vẫn thấy rằng Note 20 Ultra hoàn hảo hơn. Chúng ta có thể mở lên được chế độ là 90 Hz bởi vì đơn giản màn hình của nó có 120 Hz mà. Còn thêm vào đó nữa là cái sự giảm sáng khi mà chơi Genshin Impact ở trên 11 Pro Max là vẫn có. Chơi đến phút thứ hai đã giảm rồi, đến phút thứ năm còn giảm mạnh hơn nữa chỉ còn khoảng 30% mà thôi. Còn trong khi đó toàn bộ quá trình chơi ở trên chiếc Note 2 Ultra là không bị giảm sáng. Không chỉ vậy trong quá trình mình chơi những tựa game bắn súng ấy thì nếu như các bạn có gaming bằng bốn ngón thì các bạn sẽ thường xuyên phải dí cái bàn tay vào đây và đôi khi nó sẽ kéo cái thanh thông báo trạng thái xuống khiến cho những cái pha combat hoặc là những cái pha đọ súng nó bị gián đoạn và nó khiến cho các bạn chết tức tưởi, mình bị quá nhiều lần như vậy rồi và cảm thấy rất khó chịu. Thế nên anh em nào mà chơi game với những cái tựa gọi là FPS mà chơi bằng 4 đến 5 hoặc là ba ngón thì sẽ cần phải rất cân nhắc. Mình cũng làm điều này tương tự ở trên chiếc Note 20 Ultra nhưng cái sự khó chịu này là hoàn toàn không có và bởi vì thế, phần mềm mình vẫn chấm cho chiếc Note 20 Ultra của chúng ta chiến thắng. Nhiệt độ cũng là một trong những phần các bạn quan tâm. Thì sao? Với Genshin Impact, nhiệt độ cao nhất của Note 20 Ultra sẽ là 39,2 độ. Nhưng nó chỉ là tất cả mà thôi Tất cả này nó thua so với chiếc 11 Pro Max Bởi vì 11 Pro Max nó cao hơn với cái phần nhiệt độ này Phần mặt lưng lên đến 43,2 độ C Phần viên cũng là 40,3 độ C trong khoảng 20 phút chơi Genshin Impact Khi chuyển sang PUBG Mobile thì mọi thứ không khá khẩm hơn Nó vẫn mát nhưng cái vấn đề là nó vẫn nóng hơn so với chiếc Note 24 Ultra Lần lượt từ 37 đến 38 độ C ở từng bộ phận ở trên thân máy của chúng ta Nhiệt độ khi mà chúng ta cầm ở trên đây, các bạn nhìn thấy rất rõ trong cái uh, video mình uh, đo nhiệt ý, thì cái phổ nhiệt của 11 Pro Max nó lớn hơn khá là nhiều, và nó nóng vào cái phần bàn tay của mình hơn đáng kể so với Note 20 Ultra. Vì vậy nên phần này mình chấm chiếc Note 20 Ultra phiên bản Snap chiến thắng. Tiêu chí cuối cùng về cộng điểm thì uh, nói một chút về pin đi. 11 Pro Max nó tụt là 14% sau 20 phút chơi Genshin Impact. Note 20 Ultra chỉ tụt... 9% với một cái tựa game và độ sáng màn hình cũng như là tất cả những setting tương tự khác nhưng đó chỉ là một cái bài test quy chuẩn mà thôi trong tất cả những tác vụ khác tổng cộng là khoảng hơn một tiếng có chơi game có lướt mạng có tải uh, dữ liệu này nọ thì iPhone 11 Pro Max của mình chỉ còn khoảng 50 đến 60 phần trăm pin trong khi đó thì chiếc Note 2 Ultra vẫn loanh quanh từ khoảng 60 đến 70 phần trăm pin tất nhiên nó còn tùy thuộc vào độ mới độ cũ của những chiếc máy này 11 Pro Max của mình thì cũ hơn một chút thế nên là dù cho nó hiện là 100 phần trăm À, cái dung lượng pin nhưng nó vẫn sẽ có những sự xuống cấp nhất định nhưng đổi lại thì chúng ta vẫn có cái tốc độ sạc ở trên Note 20 Ultra lên đến là 25W cơ. Thực ra mà nói thì Note 20 Ultra nó vẫn sẽ có vấn đề về pin với cái phiên bản Exynos nhưng phiên bản Snapdragon thì mình cảm thấy rằng nó làm rất là tốt và các bạn không cần phải lo lắng về điều này. Dù sao đi nữa thì thực sự khó để đánh giá cái phần chấm điểm cộng này, mình chỉ Uh, nhắc lại cho các bạn để xem là cái tình hình mình test game cũng như là những thông số như thế nào thôi còn phần cộng điểm này thì mình xin giữ cái điểm cộng lại cho mình và chúng ta đi đến phần tổng kết tiêu chí đầu tiên về thể hiện đồ họa hệ số 2 iPhone 11 Pro Max chiến thắng tiêu chí thứ hai hai chiếc điện thoại hòa nhau tiêu chí thứ ba Note 20 Ultra chiến thắng tiêu chí thứ tư Note 20 Ultra chiến thắng tiếp và tiêu chí cuối cùng là nhiệt độ hệ số 2 thì Note 20 Ultra chiến thắng và chúng ta sẽ có tỷ số chung cuộc là 2,5 4,5 nghiêng về trước Note 20 Ultra như vậy là mình đã cùng với các bạn uh, trải qua một vòng về những cái phần đánh giá rất chi tiết về gaming của cả hai chiếc Note 2 Ultra và iPhone 11 Pro Max. Với mức giá mình nghĩ rằng đã là tốt ở thời điểm hiện tại khoảng 16 đến 17 triệu đồng. Thì mặc dù chúng ta có một cái điểm số chung cuộc nó lệch nhau là như vậy, nhưng mình vẫn nghĩ là mỗi chiếc máy cũng sẽ có những cái sự lợi thế khác nhau iPhone 11 Pro Max các bạn bỏ từng tiền này ra thì mình nghĩ rằng để mà chơi game ấy thì nó vẫn không thể ngon bằng cái chiếc Note 20 Ultra phiên bản Snap được. Nhưng nó vẫn có những lợi thế, đặc biệt là khi các bạn chơi những tựa game nhẹ nhàng lâu dài, cầm nắm trên tay thoải mái, loa hay, hoặc là các bạn chơi MOBA hoặc là các bạn chơi Genshin thì cảm thấy nó cực kỳ mượt và thậm chí là các bạn có thể chơi lâu dài với một chiếc điện thoại như thế này. Còn toàn bộ những trải nghiệm khác để mà nhìn hơn để các bạn có thể chơi những tựa game các bạn sướng mắt hơn các bạn chơi những tựa game online bắn súng ấy thì mình nghĩ rằng các bạn nên lựa chọn chiếc Note 20 Ultra phiên bản Snap hơn nó vẫn là một chiếc điện thoại cực kỳ ngon trong phân khúc này nếu như các bạn đầu tư vào khả năng chơi game vậy là các bạn các bạn nghĩ sao các bạn sẽ lựa chọn chiếc điện thoại nào cho khả năng chơi game mình mong rằng sau 30 phút gaming số lần này mình đã có những cái bài phân tích rất chi tiết dành cho các bạn để các bạn hiểu hơn rằng nếu như các bạn ưu tiên về cái tiêu chí nào thì các bạn sẽ lựa chọn máy nào mình nghĩ rằng nếu các bạn bỏ ra một số tiền để mua 11 Pro Max, mua thêm một cái quà tản nhiệt nữa thì đúng là bá cháy luôn Nhưng để nói về màn hình và những thứ khác thì vẫn thua so với chiếc Note 20 Ultra Các bạn đừng quên để lại ý kiến ở phía bên dưới Đừng quên bấm like, bấm subscribe, bấm chuông cho kênh youtube của bọn mình để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại